Quay dạ hết mọi người. Đi từ từ, chậm, từ từ. Đấy, hôm nay nét này mà. Hả? Đây là 37 chứ. 8, 37 rồi. Kệ đi, sao? 337 rồi à? 6 rồi chứ. Tò chua. Bụng của thằng cháu này miệng to như đấy không? Không có nhậu. Chả đen, con đồ đen. Già quá. Quay lên trên này nhưng ra đẹp. Đó là đi lên đấy là phải lên trên ngón tay. Quay giật á. Chạy đi chạy lại. Xem người ta chóng mặt.
nghe giống cái giọng của Hương này mình. Cô Hương. Cô Hương à? Vâng. Ừ. Thế là cô bà thơ giống cô Hương. Hương bảo gì? Đi hát à? Bà cháu đang đi nặn mụn cho cô Thái. Cô bà đi bán giày. À cô bán giày á? Ừ. Mua giày của cô gì? Ừ. Bà có em đi nặn đi mụn cho cô Thái. Bán hộ cô à? À. Mình bán hộ cô thôi. Đi bán hộ cô á? Ừ. Cô bì. Ừ. Mày đi bán á? Ừ. Ừ. Nó có mua không? Bán hôm mới. Hôm qua bán bút với cả kem đánh răng bàn chải gì cả. Ừ. Được nhiều không? 290.000. Được 290.000 á? Ừ. Ừ. Đó nhiều như đó bóng. Đau quá. Bình thường. Bình thường. Cái gì này to đấy.
Nó to à? Không biết hả? Thì thật đám.